Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến hết tháng 7 2018, Việt Nam đã phải nhập khẩu 738,7 ngàn tấn hạt điều, giá trị là 1,52 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,7% về số lượng và 11,7% về giá trị so với cùng kỳ của năm 2017. Tính riêng tháng 7 2018 đã nhập được 212,4 ngàn tấn hạt điều, giá trị là 390,6 triệu đô la Mỹ, tăng 51% về lượng và 38% về giá trị so với tháng 6 2018. Đây là tháng tăng trưởng thứ 3 liên tiếp. Cây điều là một trong những cây được trồng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên toàn cầu. Cây điều sinh trưởng và phát triển tốt ở những quốc gia thuộc khu vực cận xích đạo, nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao. Hiện có 32 quốc gia trồng điều trên thế giới, trong đó châu Phi được xem là vựa điều lớn của thế giới, chiếm 40% sản lượng điều toàn cầu. Sản lượng trung bình hàng năm từ 700.000 đến 800.000 tấn. Trong những năm qua, kim ngạch nhập khẩu điều khô của Việt Nam từ châu Phi chiếm hơn 80% tổng lượng nhập khẩu hạt điều thô của Việt Nam. 7 tháng đầu năm 2018, bờ biển Nga là thị trường dẫn đầu về số lượng với 231,9 nghìn tấn, chiếm 31,4% tổng lượng điều nhập khẩu, trị giá 459,4 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, so với cùng kỳ, nhập khẩu hạt điều từ thị trường này giảm cả lượng và trị giá, giảm lần lượt 19,5% và 15,95%, giá bình quân là 1.980,75 đô la Mỹ một tấn. Đứng thứ hai là các nước Đông Nam Á, chiếm 15,2% tổng lượng nhóm hàng tương ứng 112,8 nghìn tấn, trị giá 228,9 triệu đô la Mỹ, tăng 17,71% về lượng và 21,06% về trị giá. Đặc biệt trong 7 tháng đầu năm 2018, thay vì nhập khẩu từ các thị trường truyền thống, thì Việt Nam tăng mạnh nhập từ thị trường Campuchia, tuy chỉ chiếm 14,3% tổng lượng nhóm hàng trị giá 213,7 triệu đô la Mỹ, nhưng tăng 27,19% về lượng và 29,34% trị giá. Giá bình quân là 2.021,21 đô la Mỹ một tấn.